Mỹ tìm nguồn cung thay thế sau động thái của OPEC+. Chính quyền Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự thất vọng trước quyết định giảm sản lượng dầu của OPEC+ và cho biết Mỹ đang tìm mọi nguồn cung thay thế nhằm giảm giá năng lượng. Chúng tôi đang xem xét những lựa chọn thay thế mà chúng tôi có, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6 tháng 10 khi được hỏi về quyết định của OPEC+. Có rất nhiều lựa chọn thay thế, chúng tôi vẫn chưa quyết định, ông Biden nói thêm. Tuần này, Tổng thống Biden đã kêu gọi chính quyền và Quốc hội Mỹ tìm cách tăng sản lượng sản xuất của Mỹ, bao gồm kế hoạch xuất thêm dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược Mỹ SPR hay hạn chế xuất khẩu năng lượng, Reuters đưa tin. Chúng tôi sẽ đánh giá và tham khảo ý kiến của Quốc hội về những tác động của việc hạn chế xuất khẩu, ông Brian Dees, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ chia sẻ. Theo Guardian, Nhà Trắng coi quyết định của OPEC+ là động thái chính trị và xúc phạm đối với ông Biden. Hôm 6 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Tổng thống thất vọng vì quyết định thiển cận, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang phải đối phó với tác động tiêu cực từ chiến sự Ukraine. Dù vậy, ông Biden không hề hối hận về chuyến đi hồi tháng 7 vừa qua tới Saudi Arabia vì nó không hoàn toàn chỉ về giá dầu mà còn các vấn đề khác ở Trung Đông, theo Reuters. Hôm 5 tháng 10, OPEC+ đã nhất trí sẽ cắt giảm hơn nữa sản lượng khai thác dầu bất chấp nguồn cung trên thị trường hạn chế. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, khi Đảng Dân Chủ của ông Biden đang nỗ lực bảo vệ quyền kiểm soát tại Hạ viện và Thượng viện. Trước đó, giá dầu đã giảm từ 120 đô la Mỹ xuống khoảng gần 90 đô la Mỹ chỉ trong vòng 3 tháng, giữa lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất cơ bản tại Mỹ tăng và đồng đô la Mỹ tăng giá. Việc OPEC+ cắt giảm sản lượng có thể khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.